Chào mừng các bạn đến với thể thao giải trí 247. Thông tin giáo dục tuyển sinh 247. Mời các bạn xem video thông tin tuyển sinh đại học 2020 của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở chính tại số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể xem số điện thoại, email và địa chỉ của website của trường. Các bạn có thể vào địa chỉ website www.ioh.edu.vn. Các bạn vào trang web của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và vào mục tuyển sinh để xem các thông tin tuyển sinh cụ thể hơn. Ngoài cơ sở chính của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tại số 12 Nguyễn Văn Bảo thì còn có phân hiệu Quảng Ngãi tại số 938 đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi. Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 tuyển sinh đại học sử dụng 4 phương pháp xét tuyển. Phương pháp thứ nhất đó là xét tuyển thẳng. Đối với phương pháp này, sử dụng cho các học sinh đoạt giải trong các kỳ thi giỏi học sinh quốc gia, giỏi tỉnh, các môn thi trong tổ hợp xét tuyển. Phương pháp thứ hai là xét tuyển sử dụng kết quả học tập, tức là sử dụng học bạ của học sinh cấp 3 của 3 năm học cấp 3, cụ thể là cả năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ 1 của năm lớp 12. Các bạn lưu ý là trong năm lớp 12 chỉ cần lấy học kỳ 1 thôi nhé. Và khi nào ví dụ chẳng hạn như các bạn xét môn toán thì cái 3 môn điểm môn toán này của 3 năm học kỳ 1 của năm 12, cả năm lớp 10 và cả năm lớp 12, chúng ta cộng lại và chia 3 để lấy trung bình ra cái điểm của môn toán. Môn văn, môn ngôn ngữ hay là môn lý, môn hóa, môn sinh cũng tương tự như vậy. Và những cái môn mà mình lấy xét tuyển là nó nằm trong cái tổ hợp mà các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển. Ví dụ như là tổ hợp A0 thì bao gồm 3 môn: toán, lý, hóa. Tổ hợp A1 là toán, tiếng Anh và vật lý. Tổ hợp B0 thì bao gồm 3 môn: toán, hóa, sinh. Là môn toán, hóa, sinh thì chúng ta ở trường sẽ xét thì 3 môn toán, hóa, sinh. Tổ hợp xét tuyển D1 thì bao gồm là môn toán, văn, Anh chẳng hạn như vậy. Và có một điều cần lưu ý là tổng điểm trung bình của 3 môn này phải lớn hơn hoặc bằng 19,5 điểm mới được tham gia xét tuyển. Đó là phương pháp thứ hai. Phương pháp xét tuyển thứ ba đó là sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Trước đây thì chúng ta gọi đó là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, nhưng mà năm nay do tình hình của Covid, do đó là các tỉnh sẽ thi riêng và người ta gọi đây là thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Và kết quả này cũng được một số trường đại học sử dụng để xét tuyển đại học trong năm 2020. Cụ thể trong đó có trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Phương thức xét tuyển thứ tư của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là xét tuyển sử dụng kết quả vào kỳ thi đánh giá năng lực của trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Cái nghĩa là gì? Các thí sinh mà có nguyện vọng thi vào trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì phải có một kỳ thi năng lực thi riêng do trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Và khi mà nếu mà thí sinh rớt ở trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì có thể sử dụng cái kết quả này để nộp vào trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, xét tuyển vào trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là các bạn có thể thấy là ở trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là một trường thuộc Bộ Công Thương và có rất nhiều các phương thức xét tuyển để cho thí sinh lựa chọn. Chúng ta có thể xét tuyển bằng nhiều cách. Thôi cái cách xét tuyển thẳng thì chúng ta không nói nữa. Như là còn ba cách kia, như là cách xét học bạ, xét về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, rồi xét vào kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Có nhiều cách cho thí sinh lựa chọn. Chúc các em thành công. Ở cơ sở Quảng Ngãi thì sử dụng 3 phương thức xét tuyển. 3 phương thức đầu thì giống với lại cơ sở chính. Chỉ riêng cơ sở Quảng Ngãi là không sử dụng các phương thức xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ở phân hiệu Quảng Ngãi chỉ sử dụng 3 phương thức xét tuyển, đó là phương thức là xét tuyển thẳng, xét học bạ và xét dựa trên kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2020. Cách xét tuyển dựa vào học bạ thì cũng giống như ở cơ sở chính. Tuy nhiên, tổ hợp 3 môn xét tuyển thì cái điều kiện
nó hạ xuống một chút, là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp phải lớn hơn 18 điểm, trong khi đó ở cơ sở chính là phải lớn hơn 19,5 điểm. Các bạn vừa xem video toàn bộ thông tin tuyển sinh đại học 2020 tại trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn hãy nhớ nhấn like và đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ, Thể thao Giải trí 247 xin mời các bạn, các bậc cha mẹ, phụ huynh cùng các em học sinh cùng xem trong khuôn viên trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những hình ảnh trong khuôn viên tại cơ sở chính số 12 đường Nguyễn Văn Bảo, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái cơ sở chính của trường nha các bạn. Nếu thí sinh trúng tuyển vào học ở đây thì các bạn sẽ được học ở trường này, tại cơ sở này. Các bạn học sinh tự xem video giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các em học sinh có sự lựa chọn sáng suốt và thành công trên con đường học vấn của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng Thể thao Giải trí 247. Chúc tất cả sức khỏe và thành công. Thank you.